Chào anh chị nha, em đang ở Isika Phạm Hùng nha anh chị. Rồi hôm nay em sẽ cập nhật xe hiện đang trưng bày ở showroom Phạm Hùng cho anh chị xem nha. Thì đây Hyundai Santa Fe Premium 2.2 máy dầu nha anh chị. Hiện order hơn 60.000, mang biển số thành phố, giá hiện đang bán là 1 tỷ 195 triệu. Mazda Premium 2.2 biển số Sài Gòn nha anh chị. Con này hiện order hơn 50.000, giá bán 868 triệu nha anh chị. Honda City Top, màu nâu hồng, hiện order hơn 50.000, biển số Sài Gòn nha anh chị. Giá bán 539 triệu. Kia Sentos, 1.4 phiên bản luxury. Con này biển số Đồng Nai, hiện order 40.000 nha anh chị. Hiện giá bán là 720 triệu. Trong kia là Forerunner, một cầu máy dầu, đời 2019 nhập Thái Lan nha anh chị. Con này giá đang bán là 590 triệu. Còn con kia thì Santa Fe 2021, con này thì đã bán rồi, nha anh chị. Nên em sẽ cập nhật cho anh chị nha, em quay một vòng cho anh chị xem. Rồi em cảm ơn anh chị nha. Nếu anh chị có nhu cầu thì gọi cho em.